Bắt man đại tướng đông nhung quê người bài bạc trong vùng phường nâu. Tay về thăm tình Thái Bình, ghé thăm khu di tích đông đình vua cha ai về tới huyện Hưng Hà. Nhớ vào hồ báo biết chú bát nạn tướng quân nhân một người con gái chờ miền đi cho bác được kinh doanh.
một phen quân vô tình vách là kinh môn đông đàn không có một tình cơ đề ba tan mờ ra quân ta thiên sắp năm năm ba trần liền lúc giáp binh binh lánh lánh mình mình ngủ núi thế đón sông không đổi trời chung chung dân tiên là ai cũng cũng một lòng đình 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 đình
để dân tình phố thay. Ách nô lệ xéo dày nền nhân nhân nghĩa, hại người hiền giết tiết kẻ chung chung thương túi cơm xa một phường. Ôm chân chân nghịch tạc con tinh đường lỡ dạy. Cơn sóng gió bất bất nấp bình nổi dậy, tin cha già lửa cháy sâu sôi phạm hương cha đã qua đời, kiếp kiếp để nhan sắc để cho cha thiêng chẳng sĩ anh hùng hồn là thiêng mà chứ chứng giám cho lòng thiệp đây. Vậy có thơ rằng vì ai nên nói phải đèo bồng một bức thư tiên dạy tất lòng cung kiếm có đâu về phần gái nợ nước với thù nhà. Cờ đào tay phất trang quân mà vẫn chưa trao vẫn nữ nhi. Nghĩ đến giang sơn bằng ngoài ngân là đời xưa bồn nhiều lắm anh hùng. Chủ đề rồi gác mãi thanh phong cũng vì nói giống là giống vua thương vì đất nước vì quê hương ngao ngang nữ anh hùng ngày quyết chi hy sinh nhớ vua rồi lại thương mình nước Việt là ta có tranh giành của
nở tiếng sấm rền, xét nở soi ngã gục ngã hương thiên hóa dòng. Đống kim quý mới sông thành mộ, muôn dân về để bái đàn chiêu. Người thời có ca trống rồng, người thời ca vũ, người thời vũ. Trần con buôn bán trăm nghề, 17 và tháng 3 số mẫu, con tìm mà về tiên. Đóng chặt bên ta, coi người nghi nút bạc vàng.